thiết kế đường tâm linh siêu đẹp của chị giáo Mai Phan. Viên chân nhân thật của bạn này bên dưới nó nằm ở đây đúng không ạ? Vậy thì cái hộp trên của mình ấy, pizza kẻ từ đó pizza. Bây giờ mình muốn xách thì sẽ kéo xách lên, và mình muốn ngang thì mình kéo ngang. Thì ở những cái đường nét vẽ cơ bản ấy thì mình sẽ tính theo cái nét vuông mí sẵn có của bạn ấy ở đây này. Thế là mình chỉ kéo làm sao mà cái điểm đuôi của mình ấy, đuôi này, điểm dừng lại này cao bằng với cả điểm kết thúc của nét vuông mí. Vậy là xong rồi, kéo vô từ 1/2 cái đường đó kéo vào. Đấy, thế mình thấy nó ra được khuôn mắt, ra được đường kẻ rồi đúng không? Còn điểm giữa thì bây giờ các em sẽ thoải mái đặt tay vào và gì? Chứ không phải nghĩ. Khi mà chị quay video thì chị hay đặt cọ chứ mình thường chỉ làm cách để đặt tay cho nhanh. Đó, vậy là mình đã xong cái đường kẻ mắt. Cái đầu của bạn thì có chiều sâu hơn một chút. Dù là make ứng dụng nhưng mà cái khóe này bị quá rộng thì chúng ta có thể cho nó có chiều sâu và to hơn. Đây là Trung Quốc nhưng mà nó đã được gọi là chuyển thể về ứng dụng ấy. Tính nhiều, tính chất ra nha. Đúng rồi. Rồi bây giờ về ống kính nào.